Dân mạng bàn rôm rã câu chuyện cô gái sống ở thành phố Hồ Chí Minh lương 10 triệu, tiết kiệm được 3 triệu. Bài viết lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Gây ấn tượng khi có tiêu đề với mức lương 10 triệu, mình đã làm cách nào để tiết kiệm 3 triệu mỗi tháng? Hoàng Minh Châu, tác giả bài viết với mức lương 10 triệu. Mình đã làm cách nào để tiết kiệm 3 triệu mỗi tháng? Ăn tiêu, tiết kiệm, áp lực lương thấp nhưng sống ở thành phố đắt đỏ luôn là chủ đề thu hút dân mạng rôm rã bàn tán. Từng không có nổi 2 triệu dù lương 10 triệu đồng một tháng, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bạn Hoàng Minh Châu, 24 tuổi, nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhân bài viết, nói đăng bài viết nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm, cũng như muốn học thêm cách tiết kiệm khác của mọi người. Dạo này thấy nhiều bạn chia sẻ việc thu nhập 10 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ đủ sống, không có dư. Đúng. Ngày xưa mình cũng từng chỉ đủ sống với mức lương 10 triệu nhưng không dư nổi 2 triệu để sửa laptop, phải gọi về xin ba mẹ, Hoàng Minh Châu viết. Chính từ lần xin tiền ba mẹ và bị mắng yêu, lớn đầu đi làm rồi còn báo. Minh Châu quyết tâm thay đổi. Để tiết kiệm, Minh Châu phải từ bỏ mọi thói quen, sở thích trước đây, như làm nail nè. Cứ tháng phải làm 2-3 lần, rồi mua đồ linh tinh, cô gái viết. Gần như trước khi phải và muốn mua gì đó, Minh Châu đều phải suy nghĩ, cân nhắc thử nếu không mua có được không. Đây là cách để cô tự ngăn cản mình mua những món đồ không cần thiết, tự nấu ăn. Ở trọ ghép để tiết kiệm, muốn tiết kiệm, Minh Châu chủ động tự đi chợ mua thức ăn dự trữ mỗi tuần, lần, nấu cơm 3 bữa mỗi ngày. Vì nấu ăn cho một người ăn nên mỗi lần đi chợ khoảng 500.000 đồng, vị chi mỗi ngày tiền ăn hết 71.000 đồng. Thêm nữa, để tiết kiệm tiền trọ, cô chủ động tìm và ở ghép cùng 3 người bạn. Từ đó tiền trọ, phí điện nước cũng chỉ khoảng 1,6 triệu đồng một tháng. Những phần cơm của Minh Châu vẫn có đủ món, đủ chất và tiết kiệm riêng các vật dụng con gái như dầu gội, sữa tắm, gia vị để nấu ăn thì mỗi tháng Minh Châu chỉ giới hạn trong 500.000 đồng, dư thì dồn qua tháng sau, tiết kiệm. Từ khi bắt đầu tiết kiệm, mình cũng chăm sóc da tối giản luôn. Thay vì làm 7.749 bước, giờ mình chỉ dùng những thứ cơ bản. Vừa tiết kiệm mà vừa để da không bị bí nữa, Minh Châu chia sẻ. Dù tiết kiệm tối đa, Minh Châu vẫn dành 1 triệu đồng cho khoản đi chơi vì đã đi làm là có stress, mà đã áp lực là phải chữa lành. Trong khoản tiền này, cô chủ yếu dùng trong việc đi ăn, cà phê cùng bạn bè, đồng nghiệp. Để tiết kiệm, việc hạn chế tối đa các cuộc hẹn bên ngoài là cần thiết. Ảnh minh họa, Triệu Vân, cuộc sống của Minh Châu khá bất ổn, nên cô trích 1 triệu đồng vào quỹ dự phòng, phòng khi phải đi thăm khám, mua thuốc. Bất kỳ khoản, quỹ nào không cần phải dùng đến đều được Minh Châu đưa vào quỹ tiết kiệm. Mình vẫn cho phép bản thân đi ăn đi chơi, nhưng chỉ vài tuần mới đi thôi, chứ không như trước tuần nào cũng đi, Minh Châu nói. Khoản tiết kiệm được, khoảng 3 triệu một tháng, sẽ được Minh Châu gửi tiết kiệm, trích lại để mua vàng. Dân mạng rần rần, vén khéo quá. Nhưng vẫn thiếu thấy bài đăng của Minh Châu, tài khoản Thái Thị Dương Châu bày tỏ, ôi bạn vén khéo luôn ý, người dùng mạng Nguyễn Thu Giang viết, công nhận là xem xét mức chi tiêu cơ bản rồi đặt ra giới hạn mới khá được, chứ cứ tiêu trong hoang mang mãi thôi. Bạn Vũ Thùy Trang chia sẻ việc không thấy lập quỹ cho việc phát triển bản thân, bởi đầu tư vào tư duy, kỹ năng sẽ lãi rất nhiều. Từ đó, tác giả Minh Châu cũng chia sẻ bản thân chỉ học miễn phí từ các video trên mạng xã hội, YouTube, TikTok. Vì mình chưa định hướng được mình cần đầu tư kỹ năng gì, Minh Châu viết.